Chỉ có những người đàn bà chán chồng thì mới có những hành động này. Các bạn thân mến, bất cứ một người đàn bà nào có lẽ rằng mong muốn lớn nhất đó là tìm và lấy được người đàn ông mà mình yêu, rồi cả đời sẽ cùng với nhau yêu thương, chung thủy với người đàn ông đấy. Cả đời sẽ hết lòng vì chồng, vì con. Thế nhưng càng ngày càng có nhiều người đàn bà quay ra chán chồng. Các chị em tranh nhau chia sẻ những thông tin chỉ muốn sống độc thân hay chỉ muốn bỏ chồng sớm cho khỏe người. Trên thực tế thì có rất nhiều các ông chồng không quan tâm đến sự hài lòng người bạn đời trong cuộc sống. Họ thường không nhận ra đâu là thời điểm mà vợ họ muốn buông bỏ cuộc hôn nhân nhất. Nhưng tôi tin rằng nếu như các anh đang lắng nghe video này thì các anh ít nhiều cũng rất quan tâm đến đối phương, đến cuộc sống hôn nhân của mình. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng xem một người phụ nữ đã chán chồng muốn bỏ chồng thì sẽ có những biểu hiện gì nhé. Đầu tiên đó là tránh gần gũi chồng. Các bạn đã biết hôn nhân thì không thể thiếu được chuyện gần gũi vợ chồng. Chuyện chăn gối gắn chặt trong đời sống hôn nhân để giúp cho các cặp đôi tìm kiếm niềm vui và sự viên mãn. Chuyện chăn gối viên mãn đóng một vai trò rất quan trọng trong việc duy trì hạnh phúc của cuộc hôn nhân. Thường xuyên né tránh việc gần gũi và thân mật với chồng là dấu hiệu vợ muốn bỏ chồng điển hình nhất. Tuy nhu cầu của cả hai giới là khác nhau và nữ giới thì thường có nhu cầu ít hơn phái mạnh, nhưng không có đồng nghĩa là chị em phụ nữ không cần những chuyện này. Khi ngoại tình thì đàn ông không còn mặn mà với chuyện chăn gối với vợ vì đã được thỏa mãn ở bên ngoài. Với người phụ nữ thì khác, họ lại không muốn gần chồng bởi vì bản thân họ không muốn và không cho phép người mà mình không yêu được đụng chạm vào cơ thể mình. Lúc này phụ nữ đang bận bịu với những tâm tư, với những suy nghĩ riêng của mình. Đó có thể là hành vi ngoại tình tư tưởng mà chúng ta thường hay nhắc đến. Thiếu các tiếp xúc về cơ thể cả trong và ngoài phòng ngủ là một sự thất bại lớn trong đời sống vợ chồng. Nếu như còn yêu chồng, người vợ sẽ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi được chồng gần gũi, nắm tay hay là ôm hôn. Việc bạn cần làm đó là hiểu được cảm giác của người vợ và có một cuộc trò chuyện cởi mở với nhau hơn. Ép cô ấy cho bạn gần gũi trong một lúc này một cách miễn cưỡng có thể chỉ gây ra tác dụng phụ. Ngoài ra, nếu như vợ bạn không còn dành thời gian cho chồng, thay vào đó là những cuộc tán gẫu vui vẻ với bạn bè hoặc là các sở thích riêng của mình, không muốn có sự góp mặt của chồng, thì đây là lúc mà bạn nên nói rõ cho người biết cảm giác tổn thương mà mình đang phải nếm trải. Và cùng tìm hiểu những nguyên nhân tiếp theo. Biểu hiện thứ hai của một người đàn bà muốn bỏ chồng đó là im lặng và không muốn nói chuyện nữa. Một người phụ nữ vẫn còn yêu bạn thì nghĩa là họ vẫn còn hứng thú với bạn về mọi mặt. Cô ấy sẽ thường xuyên lắng nghe những cuộc trò chuyện của bạn một cách vui vẻ, dù là những câu chuyện có nhỏ nhặt, đơn giản hay là đôi khi mình hiểu đó là nó nhạt nhẽo đến mức độ nào. Như là ngày hôm nay bạn đi làm như thế nào, có người đồng nghiệp xấu tính ra làm sao, con cái ăn uống học hành như thế nào. Thậm chí là cả với bà hàng xóm cũng có thể trở thành chủ đề nói chuyện vui vẻ giữa hai người. Tuy nhiên, nếu như vợ không còn hứng thú với những chuyện bạn kể nữa, trò chuyện, cô ấy lảng tránh ánh mắt của bạn, trả lời cho qua những câu hỏi của bạn và không còn hứng thú lắng nghe một chuyện gì nữa, thì hãy cẩn thận, cô ấy đang rất chán ngán chồng rồi đấy. Khoảng cách xa nhất trên thế giới chính là khoảng cách giữa hai con người từng yêu thương, từng đối diện nhau, nhưng rồi bây giờ lại chẳng nói lên được một lời nào. Khi một người phụ nữ không còn la lối, chỉ có sự im lặng, không còn sự quan tâm nữa thì có nghĩa là bạn đã đánh mất vị trí quan trọng trong trái tim của cô ấy. Có thể phụ nữ chưa rời đi, nhưng một số thứ đã thay đổi thật sự. Khi một người phụ nữ muốn bỏ chồng, lời nói của cô ấy sẽ ngày càng ít đi, tần suất sự quan tâm cũng giảm bớt từng ngày. Cô ấy sẽ không còn hỏi về việc bạn đi đâu, không chia sẻ niềm vui nỗi buồn với chồng nữa, mà dần dần khước từ mọi lời đề nghị và tách chồng ra khỏi cuộc sống, ra khỏi trái tim của mình. Biểu hiện thứ ba của một người phụ nữ chán chồng đó chính là việc cô ấy rất dễ nổi cáu. Không có một người vợ yêu thương chồng nào mà lúc nào cũng mắng chồng hay cáu gắt rồi giận hờn vô cớ với chồng cả. Nó cũng giống như là bạn đang ghét một ai đó vậy, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy khó chịu. Và một khi vợ đã muốn bỏ chồng thì một hành động nhỏ của chồng cũng sẽ khiến vợ cảm thấy vô cùng khó thở. Cô ấy sẽ bắt bẻ và nổi cáu loạn cả lên. Vì sự yên ấm của gia đình mà hầu hết mọi chị em đều sẽ đối xử nhẹ nhàng và luôn biết kiềm chế cảm xúc trước mặt chồng. Không có cô vợ nào muốn tạo áp lực cho người chồng cả. Yêu thương còn không hết thì làm sao mà phải bắt bẻ nhau nếu người ta còn tình cảm. Tuy nhiên với những người phụ nữ đã muốn bỏ chồng
thì gia đình với họ không còn là yếu tố hàng đầu nữa. Họ không còn muốn cam chịu vì gia đình hay là nhẫn nhịn để gia đình được vui vẻ như trước nữa. Lúc này mà họ muốn sống cho bản thân mình nhiều hơn, không muốn chịu đựng và sống chung với gã chồng mà họ đang chán ngán đến tận cổ rồi. Chính vì thế, khi mà các anh chồng nhận thấy vợ mình dạo này dễ nổi nóng hay cáu giận, thậm chí là mình trêu đùa cũng khiến cô ấy khó chịu và cáu gắt, thì các anh cũng cần chú ý. Khả năng rất cao là các cô ấy đang vô cùng chán nản với cuộc hôn nhân này rồi. Khi đã chán ghét thì việc ông chồng xuất hiện trước mặt cô ấy cũng đủ khiến cho cô ấy chướng mắt, khó chịu. Chứ đừng nói đến chuyện là các anh đùa cợt hay là làm những cái điều mà họ không vừa ý thì họ lại càng khó chịu hơn nữa. Từ xưa đến nay, vốn dĩ phụ nữ Việt Nam thường đối đãi với chồng rất tốt. Họ lúc nào cũng lùi về phía sau chồng một bước và có một chút tôn thờ chồng mình. Như tôi đã nói ở trên, không có người phụ nữ nào muốn tạo áp lực cho chồng cả, và người phụ nữ Việt Nam thì lại càng như vậy. Vì vậy, khi đối với chồng, phụ nữ sẽ nhất nhất nghe theo, chồng nói sao cũng được, ít có sự chống đối. Dù đôi khi họ cũng có những sự bất mãn và giận dỗi với chồng, nhưng rồi cũng sẽ rất dịu dàng và nhẹ nhàng để hành xử cho phải phép, để không làm ảnh hưởng đến những mối quan hệ xung quanh. Một người vợ yêu thương chồng thì sẽ rất ít khi cáu giận một cách thái quá. Sẽ không có một người vợ yêu chồng nào muốn xả cơn tức giận lên chồng cả. Vì vậy, nếu như vợ bạn đang giận cá chém thớt, liên tục phát điên với bạn bằng những việc rất vô lý và nhỏ nhặt, thì đó là dấu hiệu cho thấy cô ấy không hạnh phúc và cô ấy đang muốn buông bỏ cuộc hôn nhân này, đang muốn bỏ chồng. Biểu hiện thứ tư của một người đàn bà đang muốn bỏ chồng, đó chính là họ bắt đầu có nhiều những bí mật hơn, che giấu những việc cá nhân và không muốn cho chồng xem điện thoại. Chị em phụ nữ thì thường có tính nhỏ to, thủ thỉ, tâm sự. Đặc biệt là sau khi kết hôn, họ như đôi chim cứ díu ra díu dít suốt ngày không biết mệt mỏi, rất là muốn kể nhiều chuyện cho chồng nghe. Đã là vợ chồng thì cần phải chia sẻ tất cả mọi thứ. Cuộc sống của cả hai người là một, và những suy nghĩ dù là nhỏ bé đến những công việc xảy ra hàng ngày thì đều cần sự tâm sự. Do đó, nếu như người vợ thường xuyên bí mật hơn, che giấu những việc cá nhân nhiều hơn, không cho chồng mình biết mình đi đâu làm gì, thích riêng tư, đặc biệt là việc đặt mật khẩu cho điện thoại, thậm chí là sắm thêm một chiếc điện thoại thứ hai, thì rất có thể là cô ấy đang trong một mối quan hệ mờ ám. Và đặc biệt là cô ấy có những cuộc gọi bí mật hàng đêm. Cô ấy cầm điện thoại nhắn tin cực nhiều mà không thấy nhắn cho bạn. Vấn đề có vẻ bắt đầu lớn hơn rồi. Biểu hiện vợ chán chồng của cô ấy ở giai đoạn này đang là đáng báo động. Bạn hãy thử trò chuyện một cách nghiêm túc với cô ấy xem như thế nào. Đừng để nước đến chân rồi mới nhảy. Đừng để mọi chuyện đi quá xa rồi mới lo cứu vãn. Đôi khi sẽ không còn kịp nữa. Dù có là vợ chồng lâu đến mức nào thì bạn cũng đừng bao giờ bỏ bê vợ. Một người đàn ông có trách nhiệm và quan tâm vợ thì sẽ luôn giữ được trái tim của người phụ nữ. Biểu hiện thứ năm của một người đàn đang muốn bỏ chồng đó là ngừng quan tâm. Khi mà hết lòng hết dạ yêu và toàn tâm chăm sóc gia đình thì phụ nữ thường sẽ quan tâm đến những chi tiết rất nhỏ về người đàn ông của đời mình. Họ lo từng ly từng tí cho bữa cơm, áo quần, thậm chí là cách chồng sinh hoạt. Nếu mà chồng ăn uống không điều độ, hút thuốc lá hay bỏ bê sức khỏe thì họ sẽ lập tức phàn nàn và muốn chồng kịp thời chỉnh đốn ngay. Tuy nhiên, khi mà người vợ đã tỏ ra dửng dưng, ngừng phàn nàn về những thói quen tốt của chồng một cách đột ngột, đó là một dấu hiệu cho thấy khả năng họ đã bắt đầu dành sự quan tâm cho ai khác. Người ta thường nói phụ nữ còn phàn nàn là còn yêu. Thế nên đừng bao giờ để người phụ nữ của mình im lặng quá lâu nhé. Một người phụ nữ ngừng quan tâm, ngừng than phiền về người chồng của mình thì thực sự cũng đã là một hồi chuông cảnh báo rất lớn rồi đấy. Ngược lại với việc ngừng quan tâm, cô ấy lại chỉ có chỉ trích những lỗi lầm cũ và có những nhận xét rất ác ý thì bạn cũng phải để ý. Khi yêu thương và dành sự quan tâm đến ai thì chắc hẳn là chúng ta sẽ rất cẩn trọng với lời ăn tiếng nói của mình, không bao giờ muốn dùng những lời nói của mình để làm tổn thương người khác. Bởi vì lời nói thì như cốc nước hất đi, sẽ khó mà có thể lấy lại được. Thậm chí không muốn nói là không bao giờ có thể lấy lại được. Trước đây người vợ nhỏ nhẹ, tốt bụng với bạn bao nhiêu thì bây giờ cô ấy lại hay lôi các lỗi lầm của bạn ra để mà chỉ trích. Các khoản chi tiêu trong gia đình hay là khoản chi tiêu của bạn là điều khiến cô ấy khó chịu và là cớ để gây chuyện. Bất cứ một hành động, một lời nói nào của bạn thôi cũng khiến cho cô ấy cảm thấy khó thở. Đây là biểu hiện cho thấy cô ấy đã không còn bận tâm với việc phải hài lòng bạn nữa và hôn nhân của bạn đang có vấn đề. Con người ta còn yêu nhau thì còn muốn làm hài lòng nhau. Còn nếu như đã muốn bung bét tất cả
thì không ai còn muốn quan tâm đến cảm xúc của ai nữa. Và một biểu hiện nữa cũng cho thấy một người phụ nữ đang chán chồng, muốn ly hôn, đó chính là cô ấy thường xuyên nói đến chuyện bỏ chồng. Ly hôn là một câu nói cấm kỵ trong đời sống vợ chồng. Chỉ khi nào hôn nhân đứng trên bờ vực thẳm hoặc không thể cứu vãn được nữa thì một trong hai bên mới nên nói điều này. Đàn bà thì thường cố gắng chịu đựng hơn vì họ trân trọng tình cảm gia đình, sợ thị phi và rất sợ mang tiếng. Tuy nhiên khi đã quá sức chịu đựng, đã quá chán chồng và muốn bỏ chồng thì họ sẽ thấy chán nản và việc buông tay cũng là điều dễ hiểu. Đàn bà một khi đã cạn tình rồi thì chẳng có chuyện gì mà họ không còn dám làm. Và việc thốt ra những câu nói như là ly hôn hay giải tán cũng là một điều quá nhỏ đối với chị em phụ nữ. Và dấu hiệu cuối cùng cho thấy một người phụ nữ cũng đang muốn bỏ chồng, tất nhiên chỉ là một yếu tố thêm vào những yếu tố trên kia, đó chính là chị em phụ nữ bắt đầu biết quan tâm và làm đẹp bản thân mình nhiều hơn. Phụ nữ là phái đẹp, phụ nữ biết làm đẹp cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng nếu hội tụ tất cả các yếu tố bên trên, và rồi người phụ nữ của bạn dạo này còn rất biết trau chuốt, biết làm đẹp bản thân mình nhiều hơn nữa, thì gần như lại càng chắc chắn hơn cho những biểu hiện của một người phụ nữ chán chồng muốn bỏ chồng tôi vừa khẳng định. Khi ngoại tình, phụ nữ giống như đàn ông, họ rất chú tâm đến hình thức của mình. Ai mà lại không mong muốn khiến cho người mình yêu nhìn thấy mình đẹp đẽ hơn mỗi ngày, đúng không? Đột nhiên, vợ của bạn thay đổi cách ăn mặc, thường xuyên son phấn và đẹp lên một cách rõ rệt, biết quan tâm chăm sóc đến sức khỏe, đến nhan sắc của mình, thì các ông chồng đừng có vội hớn hở. Sự thay đổi này có khi không phải là vì bạn đâu nhé. Phụ nữ làm đẹp đôi khi lại là đang để dành cho một người đàn ông khác đấy. Các bạn thân mến, vừa rồi là những biểu hiện tiêu biểu cho thấy một người phụ nữ đang rất muốn bỏ chồng. Thực ra thì để nói về vấn đề này, ai chán ai và ai muốn bỏ ai, thì đó là một chủ đề rất nhạy cảm. Không ai mong muốn đối phương lại cảm thấy chán nản về mình cả. Các bạn sẽ có một chút tự ái, một chút lùi lại phía sau để nhìn lại bản thân mình, đúng không? Tuy nhiên thì việc gì cũng có nguyên nhân của nó. Thực tế thì đang ngày càng có nhiều người phụ nữ kiếm tiền giỏi hơn chồng. Theo một cuộc khảo sát gần đây thì trường hợp vợ có thu nhập bằng hoặc cao hơn chồng chiếm gần một nửa. Và hơn 1/4 số gia đình có vợ kiếm tiền nhiều hơn chồng. Khi đã độc lập về kinh tế thì phụ nữ rất dễ nghĩ đến chuyện ly hôn một khi đã cảm thấy chán chồng. Trong tổng số những vụ ly dị thì có đến 70% số người đứng đơn là phụ nữ. Bên cạnh đó, tỷ lệ các chị em từ chối lấy chồng ngày càng cao, mà trong đó có những biểu hiện vợ chán chồng muốn bỏ chồng tiêu biểu như là họ mất đi sự tôn trọng từ phía người đàn ông, họ bị lừa dối, chồng ngoại tình, chồng gia trưởng, chồng cổ hủ, chồng vũ phu bạo lực, hay chồng rượu chè cờ bạc quá độ, hay kể cả là những anh chồng phụ thuộc quá nhiều vào các bà vợ. Ngày xưa thì người ta nói nhiều đến chuyện chồng chán vợ, còn ngày nay thì người ta lại nói nhiều đến chuyện các bà vợ chán các ông chồng. Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây đó là khi mà vợ đã có những biểu hiện chán chồng muốn bỏ chồng rồi thì các anh chồng có thể làm gì để cứu vớt cuộc hôn nhân của mình hay không? Với chủ đề này chúng tôi xin phép được chia sẻ trong video tiếp theo vào kỳ sau. Rất mong các bạn chú ý lắng nghe và cùng ủng hộ đưa ra những lời chia sẻ để chúng ta cùng thảo luận nhiều hơn để bảo vệ hạnh phúc gia đình mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Các bạn còn có những biểu hiện nào hay có điều gì muốn chia sẻ, muốn tâm sự hay không? Hãy để lại ở dưới phần bình luận. Chúng ta cùng gặp gỡ, giao lưu với nhau nhiều hơn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong video tiếp theo với chủ đề khi vợ đã chán chồng muốn bỏ chồng thì chồng nên làm gì? Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.